Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với nhà cú. Mình thì vẫn là MC thân thiện 7 Bình Bông. Và ngày hôm qua thì miHoYo đã công bố cái sự kiện mới dành cho người chơi sân Cinepack. Sự kiện lần này thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là Khuyển Võ Giả. Nhưng cộng đồng thì lại gọi nó với một cái tên, đó là Giả Lập Pokemon. Vì cách chơi của sự kiện lần này nó khá giống với cả cái bộ phim Pokemon. Vậy thì có những cái gì thay đổi đáng lưu ý về cửa hàng mới này, về cơ chế mới, về đạo cụ mới, kể cả khi mà cái sự kiện lần này đã kết thúc, rồi là tổng số nguyên thạch chúng ta nhận được sẽ là bao nhiêu nữa? Mời các bạn đến với những lưu ý cần biết trong sự kiện Giả Lập Pokemon. Chúc các bạn buổi tối tốt lành này. Giờ thì enjoy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái thời gian cũng như là cái điều kiện để chúng ta có thể tham gia cái event này. Thì đầu tiên là thời gian thì anh em sẽ tham gia từ ngày mai nhá, đó là ngày mùng 7 tháng 12 cho đến hết ngày 20 tháng 12, tổng cộng là khoảng 2 tuần. Rồi là cái điều kiện là các bạn tham gia thì đầu tiên các bạn sẽ check là đó là cái hạng mạo hiểm của mình trên 30. Và tiếp theo là các bạn sẽ phải bắt buộc là hoàn thành xong cái nhiệm vụ chính tuyến màn chương 2 màn 1, đó là Lôi Thần Uy Nghiêm Địa Đàng Vĩnh Hằng. Đấy, các bạn phải hoàn thành xong cái chương 2 màn 1 nhá là các bạn có thể tham gia được rồi. Còn hai cái chương cuối này các bạn hoàn toàn không cần phải làm nhá. Số 2 thì đó là cách chơi, cũng như một vài cái lưu ý dành cho anh em. Đầu tiên thì là trong cái sự kiện này các bạn sẽ nhận được một cái đạo cụ nhỏ giới hạn, tức là đến khoảng 4 giờ ngày 20 tháng 12 là sẽ mất đi đấy. Có tên là Lưới Bắt Thú này. Thì các bạn nhận cái này xong các bạn sẽ phải trang bị nó vào trong cái túi đạo cụ nhỏ của mình nhá. Sau khi mà các bạn trang bị cái lưới bắt thú vào cái ô đạo cụ nhỏ của mình ấy, thì các bạn có thể là ấn Z để có thể là biến tất cả những kỹ năng nguyên tố của mình thành cái kỹ năng có cái chữ E này, đó là kỹ năng bắt thú. Anh em nhìn ạ, ở cái góc dưới này chúng ta có thể là nó biến cái kỹ năng của chúng ta thành kỹ năng bắt thú này. Đấy, đây là cái cách mà chúng ta dùng cái đạo cụ nhỏ này nhá. Với những bạn nào mà đã chơi rất là nhiều event liên quan đến tinh anh nước hoặc là những kiểu bắt như này rồi thì nó không còn lạ lẫm gì cả. Nhưng với những bạn nào mới chơi thì là các bạn phải ấn vào cái đạo cụ nhỏ đấy nhá, để mình chuyển cái kỹ năng nguyên tố của chúng ta thành cái lưới là được. Sau khi các bạn ấn vào phần F5 sự kiện thì các bạn tham gia, nó sẽ hiện ra một cái khu vực chỉ định ở trên bản đồ. Các bạn di chuyển đến khu vực đấy thì trên cái bản đồ nhỏ của mình cũng như là trên cái bản đồ lớn nó hiện ra một cái hình tròn màu vàng. Thì trong cái khu vực hình tròn màu vàng đấy là mình sẽ phải tìm những con động vật mà mình phải bắt mang nó về. Trong lúc hoàn thành event thì các bạn phải chú ý là có những cái con khuyển võ giả nó sẽ đi tuần như thế này này. Thì các bạn tránh, cố gắng là không có tiếp cận vào những cái vòng tròn của nó để tránh bị nó phát hiện ra. Và nếu bị nó phát hiện ra thì tôi chưa biết có chuyện gì xảy ra với các bạn nữa đâu nhá. Chúng ta cũng có thể dùng cái lưới bắt thú này với chính cái con khuyển võ giả như vậy. Thì nó sẽ có thể là stun, nó có thể làm choáng con khuyển võ giả đấy và nó sẽ không biết chúng ta đang ở đâu. Đó. Rồi là các bạn có thể là kích hoạt cái sương mù, tức là trên cạnh chỗ đấy thường có những cái cơ quan nhỏ. Các bạn có thể là kích hoạt những cái cơ quan nhỏ ấy lên và nó tạo ra cái lớp sương mù này giúp cho chúng ta ẩn thân này. Rồi là những cái cơ quan liên quan giống kiểu pháo hoa đấy, các bạn có thể kích hoạt nó để đánh động để con khuyển võ giả nó sẽ đến cái chỗ đấy và chúng ta có thể dễ dàng đi đường khác. Cuối cùng là cái nhiệm vụ của chúng ta thôi, chúng ta sẽ đến cái chỗ mà cái con động vật nhỏ, nơi mà con khuyển võ giả đang canh ấy, đó sau chúng ta sẽ thu nó về vào túi của mình. Cách thu đó là các bạn sẽ dùng cái đạo cụ nhỏ, các bạn ấn Z lên, nó sẽ chuyển sang cái trạng thái là chúng ta đi bắt quái. Và các bạn giữ E nhá, các bạn giữ E rồi chỉ hướng vào cái con động vật nhỏ này, chúng ta có thể bắt được nó về nhà mình. Bây giờ là đến cái event điều tra xào huyệt. Đây là cái cũng là làm trong cái sự kiện lần này thôi, nhưng mà là cách đánh khác. Tức là chúng ta sẽ, nó sẽ cử chúng ta đến một cái địa điểm để khiêu chiến. Sau khi mà chúng ta đến đấy thì chúng ta sẽ thấy một cái chuồng chó nó nằm ở trong cái khu ổ của cướp ấy. Mình sẽ phải đánh cái bọn cướp đấy để mình mở khóa con chó này ra. Và sau khi mà các bạn đã điều tra được vài cái địa điểm rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể khiêu chiến được cái quyển thuật chi đạo này. Nó là trong một cái bí cảnh các bạn ạ. Hạng mạo hiểm yêu cầu là AR48 nhá. Cái lưu ý mà để các bạn có thể là tham gia những cái event này đầu tiên ấy, đó là các bạn hoàn toàn có thể là nhìn được những cái con động vật nhỏ ở trên map khi các bạn đứng ở nơi cao. Thì trước khi vào trong cái khu vực khiêu chiến ấy, thì các bạn hãy trèo lên nơi nào cao cao để mình xem là có những con động vật nào nó nằm ở trên map và mình sẽ tìm đường mình đến đấy, nhớ trong đầu là được. Rồi là khi mà các bạn rời khỏi cái khu vực màu vàng, tức là khu vực khiêu chiến ấy, thì cái thời gian của chúng ta, tiến độ khiêu chiến sẽ được lưu lại. Nó sẽ không phải bắt chúng ta là làm lại từ đầu nữa, mà chúng ta hoàn toàn có thể rời đi, sau đó là đi làm cái gì đó, quay lại khiêu chiến tiếp, vẫn cái đoạn đấy, không sao cả. Đấy, đây là những cái mà tôi nghĩ là nó đã tiến bộ hơn rất là nhiều so với những cái event trước.
khi mà chúng ta chỉ cần rời khỏi khu vực khiêu chiến thôi là chúng ta lại phải làm lại từ đầu, rất là mất công. Và cái lưu ý nữa đó là cái việc mà tạo hình của con cún này dễ thương nhở. Đấy, cái lưu ý này không biết con phải lưu ý hay không, nhưng mà tôi thấy con cún này tạo hình dễ thương dã man, bắt một con về nuôi hợp lý. Ok, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với những cái mới này và những cái cơ chế khác ở trong game nhá. Đầu tiên đó là NPC mới có tên đó là Wakamura Saki. Đây là một designer, vâng, đúng nghề của bảy tôi luôn. Cái nhân vật này sẽ xuất hiện ở cạnh cái bãi câu cá bên Inazuma nhá. Các bạn có thể đến cái chỗ lãnh địa Bạch Hồ ấy để mình xem. Rồi, NPC này chỉ bán đúng một loại thôi, đó là chính là cái lưới bắt cá của anh em mình, với cái giá đó là 10.000 Mora một cái. Và giới hạn mỗi tuần là các bạn chỉ mua được 5 cái thôi. Thế tức là mỗi tuần các bạn có thể là bỏ ra 50.000 Mora để mua 5 cái viên này mình đi bắt thú. Đây là cái mà sau khi mà kết thúc event ấy, thì cái đạo cụ nhỏ này này nó cho mình trong event nó sẽ bị biến mất và mình không còn cái đạo cụ đấy nữa. Và các bạn bắt buộc phải ra gặp cái nhân vật Wakamura Saki này để mình có thể mua được cái lưới bắt thú này. Và cái lưới bắt thú này này, đây là cái đạo cụ tiêu hao nhá, tức là các bạn dùng một cái là nó sẽ mất một cái, và mỗi tuần chúng ta chỉ có 5 cái thôi. Khi mà các bạn trang bị cái lưới bắt thú này này, các bạn có thể là đi ra ngoài map của chúng ta bắt những cái động vật mà mình có thể bắt, sau đó là mang về trang trí ấm trần ca. Cái lưu ý ở đây ấy, đó là cái lưới bắt thú này sẽ không bắt được những cái động vật mà do chính ấm trần ca tạo ra, được chưa? Các bạn chỉ có thể bắt được những động vật ở bên ngoài map mà thôi. Và có những động vật là mình sẽ bắt được này, và có những động vật là mình không thể bắt được. Vậy thì làm sao để biết được là mình bắt được hay là không? Vâng, vào game này các bạn, đây chính là cách đây. Các bạn ấn phần Paimon lên nhá, sau đó là mình vào phần thư viện này. Trong phần thư viện thì các bạn vào phần sách sinh vật, các bạn kéo sang cái ô thú này. Thì các bạn đều nhìn này, trên đầu của những cái con bắt được nó sẽ hiện lên cái hình cái lưới này này. Đây là chính là cái mà chúng ta có thể dùng được để bắt bắt quái nhá, bắt thú ở bên ngoài đấy. Chim sẻ của Quy Quy này, rồi là cò của Ganyu này, con quạ đen của ai tôi không biết. Rồi con cáo tuyết này, rất là dễ thương đúng không? Có những động vật mà tôi nghĩ là tôi biết là tôi định chọn con nào đấy. Con này thì không, con này chắc là dành cho anh em thôi chứ tôi không bắt. Đấy, tôi thích con cáo tuyết này. Rồi là con này nữa các bạn. Đây, con này là con không thể là thiếu được. Rồi, đố các bạn biết con này là con gì đấy. Anh em làm sao biết con này là con gì được? Trời ơi, con này chỉ có mình tôi biết thôi. Rồi tôi sẽ bắt mấy con tinh điệp lỡ thả trong ấm của mình. Có lẽ là có rất nhiều thứ có thể bắt được đây. Đấy, thì anh em chú ý nhá, là những cái ô nào mà có hiện cái chữ hiện cái hình cái lưới này thì mình bắt được nhá. Còn những cái con mà không có hiện hình cái lưới thì mình sẽ không bắt được. Đấy là cái cách mà cho anh em nhận biết nhá. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến cái phần đó là nguyên thạch. Có bao nhiêu nguyên thạch ở trong cái event đợt này? Như các bạn nhìn trên bức hình này thì chúng ta có 4 phần, 1, 2, 3, 4 đây ạ. Và mỗi một cái phần này này thì nó sẽ cho chúng ta 120 nguyên thạch. 60 cộng 60 là 120. Chúng ta nhân với 4 phần lên là 480. Đây là con số khá là hợp lý so với cả hồi xưa. Hồi xưa anh em mình thì nó đều trung bình là khoảng 300 đến 320 nguyên thạch. Nhưng bây giờ thì MiHoYo đang nâng dần cái mức phần thưởng nguyên thạch của chúng ta lên rồi. Đó là dao động từ 400 cho đến 600. Và con số 480 là con số khá là hợp lý cho event đợt này. Hy vọng là có thể lên con số được 600 nhờ những cái phần đổi khác. Còn nếu mà không được nữa thì 480 cũng khá là ổn cho chúng ta rồi. Đó. Trên đây là vài chia sẻ của mình trong sự kiện sắp tới. Chúc các bạn có một mùa sự kiện mới này, thành công, vui vẻ và nhiều nguyên thạch. Như thường lệ, vì giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like. Nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các bạn ấn thêm vào cái nút like và đăng ký kênh để đón chờ những video thú vị của nhà cú. Cảm ơn các bạn đã theo dõi này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà nhé.